cái khuế này á, cho các bạn nè, khuế này là khách á, tự lấy ở nhà các bạn. Mình mới đây là mình móc ra nè, móc nè đó. Tại vì khi mà tự lấy nhà nó không có rẻ hết đâu các bạn, cho nên là mọi người á, khuyên khách á, hoặc là ai mà có bạn khuế á, đừng có nói họ lấy nhà ha. Khách nó còn cho đây nè. Dạ, đây nó ngứa nè. Ngứa lắm. Nên là khi mà họ lấy đây bắt đầu đi, họ lấy đây đâu có hết rồi, nó bị sưng. Nên là móng khuế là phải đi tới tiệm các bạn à, họ móc nó hết hơn. Chứ còn mà thấy không, thêm cái thịt chỗ đây á, khi mà họ sưng cái bắt đầu ra cái da á, cho nên chỗ đó nó ngứa lắm. Khi mà mình cắt xong họ đã still à, mình cắt gì đó mà họ vẫn còn nè, thấy không? Thì có nghĩa là chỗ đây nè, đã còn miếng này thôi. Tại vì khi mà đã thấy chưa, có nghĩa là miếng chỗ đây nè đó. Nó cứng nó làm cho ngứa lắm. Tại vì họ lấy nhẹ rồi xong họ để tới mấy ngày họ mới làm chân á các bạn. Đó. Better right? Yeah. À, các bạn biết tại sao mà nó tên kiểu đó không? Tại vì khi mình lấy khuế á, mà muốn cho họ mà không có bị đau mà bị la các bạn, thì mình dùng lực tay của mình á, mình bóp cái ngón chân của người ta lại ha. Các bạn thấy không, hai cái tay của Thoa nè, em bóp cực kỳ chắc và người ta cảm giác là bị tê cái ngón chân và cảm giác đau nó bị giảm lại ha. Khi xong á, các bạn mới vuốt ha, vuốt về phía đây nè, vuốt về phía của mình á, để cho nó không có bị cắn hoặc là bị đau buốt á nè. Giống như mình massage nhẹ để mình coi lại. Yeah. Still more? Yeah, like right there. Oh, right. Đó, các bạn thấy khi mà người ta cắt da chỗ đây nè, cắt gì mà vẫn còn ngứa nè. Em có nghĩa là cái đây nè. À. Nó ngứa. Em cắt đây một lỗ nè, em thấy không? Mà người ta nó cắt gì đó mà vẫn còn ngứa. Cái da đây nè cũng vẫn làm cho họ ngứa luôn. Dạ, yeah, no more, ok. You got everything here already. Yeah. Đó, ha. Các bạn mà muốn lấy khuế là cái bóp chặt cái ngón chân của người ta lại để người ta giảm cái đau á ha. Mình á, mình làm xong khuế là mình hay cậy vậy nè, cho người ta đã ngứa á các bạn. Cho nên là khách một lần ai cũng vậy, mình ở nhà tự lấy khuế là không có thể nào lấy hết được. Cho nên là khuyên là mọi người phải ra tiệm. Nhà nhỏ một khuế không, ra tiệm để mà ở tiệm nó có đủ đồ nghề hơn. Như mình dùng cái cây á, mình coi, nếu mà mình dùng cây này nè, mình coi độ sâu, độ sâu của nó tới đâu, mình móc thôi. Nhiều bạn cắt da trong không được á, và khó á. Các bạn ơi, mình cái hẻ mũi kim gì nè, mình đưa vô ha, mình đưa vô cái mình bấm à. Chứ còn mình cắt da trong mà mình để hai cái mũi kim cùng một lúc làm sao mà cắt được.
cho nên mình phải hạ mũi kềm ra rồi đưa vô rồi xong rồi bấm nhẹ là mình đi da trong được thôi. Da trong nó bị ngứa. Cái này ngon nào cũng có quế. Đưa mũi kềm vô nè ha các bạn ạ. Xong mình đi nè, nhẹ nhẹ đẩy nè. Đẩy nè ha. Mũi cắt. Mình không biết người ta cắn hay không mà mình thử cái mũi kềm đen lần nữa. Gì đó. Nếu họ không có khóe mình đừng bấm. Mình cắt da trong thôi. Bên đây nè, bên đây là móng của họ là mình bị hư rồi. Nhưng mà đó mình cắt tới đâu là mình đè cái thịt nướng người ta ra tới đó, xong rồi là mình cậy ha, mình môi đất lên. Còn miếng cái đây bấm luôn ha. Bạn thân sạch sẽ bên đây ha. Món nào vậy ha. Trước luôn mấy móng này là thôi chứ da nó ngứa lắm, ngứa cực kỳ. Các bạn nhớ nha, khi muốn cắt khóe người ta là các bạn cắt và đẩy về phía trong một khách á, mình lấy chứ đừng cắt mà bỏ giữa chừng á thì nó sẽ không có thấy khuế của khách nha ha. Nhưng mà cái chân này của khách là họ tự, cái ngón kia đó họ tự lấy, cho nên là còn, cho nên tới thò lấy. Bây giờ đã xong. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn đồng hành cùng kênh YouTube của Thoa, và mong rằng mọi người hãy luôn luôn yêu Thoa, yêu thương Thoa bằng cách like và share cũng như đăng ký kênh nhé. Chúc mọi người xem video vui vẻ và cắt khóe làm da. Và dễ dàng và gọn nhanh lẹ nhé. Rồi.